Rồi, và tiếp tục là khâu tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị cho cái nồi canh bắp. Và đây là mù tơi. Canh bắp ngày hôm nay mình muốn mua bùa ngót, nhưng mà không có thì mình sẽ nấu với mù tơi và cải ngọt cũng ngon. Nhưng mà cái hương vị nó đặc biệt mà nó dành cho canh bắp thì nó là bùa ngót thì nó rất là phù hợp. Tạm thời không có bùa ngót của ngày hôm nay, mình mua đỡ cải ngọt cũng được. Không sao. Cũng sẽ nấu được một nồi canh bắp thật là ngon. Có nhiều người ăn mặn á, mình nhìn thấy họ nấu cái nồi canh bắp họ chẳng để cái gì hết, họ chỉ nấu bắp với nước với canh thôi, nhưng mà không biết họ có để thịt tôm gì không, không biết. Nhưng mà gia đình mình ăn chay thì rất là thích nấu canh bắp với lại rau, trong đó mồng tơi và bồ ngót là hai cái món rau chính cho món canh bắp của mình. Nó tăng hương vị đặc biệt cho nồi canh bắp, rất là thơm ngon và cũng mang đầy đủ tính chất dinh dưỡng cho một nồi canh chay hàng ngày của chúng ta. Cho nên mình hướng dẫn mọi người và khuyến khích mọi người nên nấu canh bắp cùng với rau nha. Ăn nó rất là ngon và nó cũng đầy đủ dinh dưỡng, nó vừa ngon mà vừa cung cấp dinh dưỡng cho gia đình mình. Vì vậy cho nên mình mới khuyến cáo. Thì cho dù ăn chay hay ăn mặn thì cũng nên nấu với rau thật là nhiều. Đó là cung cấp dinh dưỡng về sức khỏe cho mọi người thành viên của gia đình mình. Bác sĩ nào cũng khuyến cáo chúng ta nên ăn rau củ quả cho thật là nhiều vào. Thì trong mùng tơi hay là bùn ngót hay là cải ngọt thì tất cả rau củ này đều có chứa một hàm lượng vitamin rất là cao dành cho cơ thể của tất cả chúng ta hết, chứ không phải riêng gì người ăn chay hay người ăn mặn. Cho nên mình khuyến cáo mọi người dù ăn chay hay ăn mặn thì cũng nên ăn rau củ quả thật là nhiều vào. Đó là nguồn dinh dưỡng giúp cho cơ thể của mình đầy đủ dinh dưỡng đề kháng cho cơ thể. Nhất là trong những cái mùa dịch bệnh như thế này. Thì mình coi trong những cái chuyên mục của sức khỏe thì bác sĩ đều khuyến cáo chúng ta nên ăn rau củ quả hàng ngày mỗi ngày. Rau củ quả, nước cam chanh là những cái loại đề kháng giúp cho cơ thể của mình có sức đề kháng cao để mà có thể chống lại bệnh dịch. Có khi con virus đó, nó sẽ nhiễm cơ thể, nó không chừa ai. Nhưng mà những người có đề kháng cao thì sự bùng phát và lây lan hoặc là sự phát triển của con virus đó nó không có tăng mạnh trong cơ thể của những người có nhiều đề kháng nha. Đó là một bài học. Mọi người hãy chú ý. Đừng có coi thường rau củ quả mà bữa ăn hàng ngày của chúng ta có, nó rất là quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên cơm chay kỳ duyên của mình cũng khuyến cáo cho dù là ăn chay hay ăn mặn thì mọi người cũng nên chú trọng tới rau củ quả nhiều hơn, giảm bớt thịt cá, bỏ bớt đi nha các bạn. Tại vì rau củ quả nó sẽ thanh lọc cho cơ thể của mình, được nhẹ nhàng, được thanh thản. Rồi tiếp đến mình sẽ gọt bắp. Bắp mình mua bắp trái về như thế này, lột ra rồi lấy rau sạch sẽ. Chúng ta sẽ gọt bắp bằng dao hai lưỡi nha. Chúng ta xắt bắp, bắp ngoài nước lên sẵn đi, rồi mình sơ chế những cái loại này: rau củ, bắp. Mình sẽ gọt bắp bằng dao hai lưỡi, nó rất là dễ, nó vừa nhanh mà nó vừa gọn, dễ làm lắm. Làm cho cái bắp của mình nó được nhuyễn nữa, dễ nhuyễn. Mình chỉ xát thôi, xong rồi mình để vô mình nấu, không cần phải làm gì thêm nữa. Dao hai lưỡi mình sử dụng cho gọt xác rất là già hay, gọt vỏ bầu, vỏ bí, xác bắp rất là hiệu quả. Mình thấy không, mình làm rất là ngon.
Rồi xong. rất là nhanh. Nhìn gốc của mình rất là ngon. Sẽ cho vô đây miếng nước. Thì mình đổ vô trong nồi mình nấu rồi nha, nó sạch sẽ, nó gọn. Loại rau mình mua ở chợ về, mỗi lần mình nấu canh mình rửa rất là sạch, mình rửa ít nhất là 3 lần. Mình rất là sợ rau nó sâu bệnh dơ rác đắt cát. Mỗi lần mình xài rau nấu canh hay xài rau ăn sống thì mình cũng rửa rất là sạch, rửa từ 3 nước 4 nước trở lên, bảo đảm cho rau nó thật là sạch mình mới chịu. Mặc dù là mình nấu chín nhưng mà mình cũng phải rửa cho sạch sẽ. Khâu sơ chế của mình là cũng quan trọng cho bữa cơm của mình. Phải làm cái gì cũng phải an toàn sạch sẽ. Bởi vì mình ăn vào là phải an toàn cho sức khỏe của mình 100%. Không thể làm qua loa được. Được rồi, ngâm trong nước chút đi. Rồi, mình sẽ chuẩn bị nấu canh bắp nha. Bắp mình sát hồi nãy mình đổ nước vô vậy, đầy mình đổ vô nồi. Bị cái nào đổ bắp vô à, cái nào canh bắp ngày hôm nay mình nấu cho 2 người ăn, nó sẽ hơn 1 tô. Mình đổ bắp cùng với nước chung vô và quện vào. Giờ đây là chúng ta khâu, chúng ta nêm nếm 1 muỗng ăn canh hạt nêm. Một nửa muỗng muối, muối bạc liêu và 1 muỗng bột ngọt. Còn về cái khâu đường thì bởi vì nó là bắp, nó có sẵn một chất ngọt rất là ngon, cho nên chúng ta không cần nêm quá nhiều đường. Vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ nêm một ít xíu đường thôi, khoảng 1 muỗng cà phê đường, hơn 1 muỗng cà phê cũng được. Thì cái hương vị canh bắp của chúng ta nó sẽ rất là ngon. Rồi, như vậy thì mình sẽ đợi cho bắp nó sôi lên, nó chín. Rồi mình hãy để rau sau nha. Đây là cách nấu canh bắp cho rau mồng tơi hay hoặc là cải ngọt hay là bồ ngót. Canh bắp nấu chung với những loại rau này nó có một cái hương vị rất là đặc biệt, thơm ngon, rất là hấp dẫn. Mọi người ăn chay hay ăn mặn thì mình cũng thử nấu đi nha. Đây là một món canh vừa thuần khiết, vừa bổ dưỡng, dành cho tất cả mọi người, không riêng gì người ăn chay đâu. Rồi, như vậy là canh bắp nó đã sôi lên. Khi bắp nó đã sôi, nó chín lên, mình có thể vớt một ít bọt ở trên mặt cho bắp nó trong. Rồi xong mình hãy để rau vô. Vì những cái loại canh mà nó có một ít bọt ở trên mặt như vậy thì nó dễ làm cho canh bị đục nước. Rồi đây là rau mồng tơi với cải ngọt, mình sẽ cho vào nồi canh. Và rau này nó phối hợp với nhau á, nó cho ra một mùi hương của canh rất là đặc biệt. Gia đình mình rất là thích ăn canh bắp cùng với các loại rau, rau dền cũng được, bồ ngót, cải ngọt, mồng tơi. Nấu cùng với nhau những loại rau này canh bắp rất là hấp dẫn. Đặc biệt là gia đình mình rất là thích ăn rau, cho nên mình nấu mình để rau rất là nhiều, thấy không các bạn? Rồi, chúng ta rau là một một trong những thức ăn bổ dưỡng, cung cấp rất là nhiều vitamin cho cơ thể. Vì vậy mà gia đình mình ăn rau giống như là nhiều hơn ăn cơm nữa. Cho nên sức khỏe của tất cả mọi người, của thành viên gia đình rất là ổn định, tốt nhờ ăn nhiều rau đó.
này là mình nói rất là thật sự chứ mình không có phải là mình nói láo cá gì. Cho nên từ cái kinh nghiệm này mình cũng nên mình có cái chia sẻ với mọi người là khuyến khích mọi người nên ăn rau củ quả thật là nhiều vào. Rồi mình coi ở trên mục sức khỏe thì bác sĩ cũng luôn khuyến cáo điều này. Không có sai. Giảm bớt thịt cá đi. Bởi vì thịt cá là những cái loại chất đạm nó làm có hại cho cơ thể mình nhiều lắm. Rau củ quả là một trong những chất dinh dưỡng thanh lọc cơ thể cho chúng ta. Rất là tốt. Rồi, sau khi để rau xong chúng ta sẽ đậy nắp lại nha. Đợi cho nó sôi thêm một lần nữa, rau chín mình sẽ tắt bếp. Nồi canh của mình nó bắt đầu sôi lên. Mình sẽ trộn lại cho nó đều nha. Cho rau nó đều, cho nó chín đều. Mọi phía đều chín đều rau hết. Nhìn thấy cái nồi canh bắp của mình với rau nó xanh rờn rất là ngon đúng không các bạn? Cái màu xanh này là một trong những cái màu xanh cung cấp rất là nhiều vitamin dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Nhìn rất là hấp dẫn. Mình sẽ nêm thử cho coi nó vừa ăn không nha. Wow, rất là ngọt. Rồi mình sẽ cho một chút xíu hạt nêm nữa. Nó ngọt cũng có hương vị của bắp và của rau, của cải ngọt và của mù tơi. Mình sẽ thêm khoảng hơn nửa muỗng hạt nêm. Mình cảm giác nó hơi thiếu cái độ mặn. Vì vậy mình nêm thử để mà mình sẽ cảm nhận cho nó vừa ăn hơn. Rồi khi mà nó sôi lên thật là nhiều thì mình hãy nhắc xuống cho rau nó chín đều nha. Mình mới trở về cho nên mình sẽ đợi sôi thêm một dạo nữa. Rồi như vậy là nồi canh bắp của mình nó đã chín. Canh rau nó đã chín tới. Mình tắt bếp nha. Rồi nhắc xuống. Rồi, chúng ta sẽ cho canh ra tô nha. Ồ, quá ngon. Canh bắp cùng với rau của mình ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Ngon và hấp dẫn. Đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ dưỡng dành cho người ăn chay. Mọi người ơi, hãy phát tâm bồ đề ăn chay. Vì lòng từ bi bác ái, tha mạng cho chúng sanh. Giảm bớt sát sanh đi. Để ăn chay hướng về con đường hướng thiện, bỏ ác theo thiện. Vì chân lý của nhà Phật thì chúng ta là những người bỏ ác theo thiện để chi? Tha thứ những kẻ yếu hơn mình. Đó là chân lý của Đức Phật. Từ bi bác ái vô lượng vô biên, phát tâm bồ đề cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. A-di-đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Canh bắp của mình rất là ngon và tuyệt vời. Tạm biệt, hẹn gặp lại.